Cặp vợ chồng Mãi Mận của Vbiz và Mạnh Quỳnh Khánh Vy sắp sửa đón thêm thành viên mới, chưa gì đã được đoán là nhóc tì cư phẩm. Phan Mạnh Quỳnh và Huỳnh Khánh Vy đã có 4 năm yêu đương hẹn hò trước khi tiến đến hôn nhân. Từ đó cho đến nay, cặp đôi vẫn giữ được lửa tình yêu của mình, tình cảm vẫn mặn nồng như lúc mới yêu. Cặp vợ chồng trẻ vừa vui mừng thông báo đến công chúng là gia đình nhỏ sắp sửa chào đón thêm thành viên mới. Trên trang cá nhân, bà xã Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ: "Em bé được hơn 3 tháng rồi, hôm nay vợ chồng em mới chia sẻ với mọi người. Ốc đến với vợ chồng em lúc chúng em đã sẵn sàng, nhưng em vẫn bất ngờ và bối rối lắm. Hơn hết là cảm giác hạnh phúc, còn bố em bé khi biết cũng bối rối không kém và kèm theo nhảy nhót mấy vòng. Bố mẹ yêu em bé và mong em bé mạnh khỏe đến với thế giới này nhé." Thông qua bài đăng này, cư dân mạng cũng đã biết được tên gọi yêu của em bé ở nhà là Ốc. Nhiều người gửi lời chúc tốt đẹp đến gia đình nhỏ. Chưa dừng lại ở đó, dù chưa công bố giới tính của con, nhưng người người nhà nhà đã đồn đoán đây hẳn sẽ là nhóc tì cực phẩm của Vbiz. "Chúc mừng gia đình anh chị, giữ gìn sức khỏe chị nhé. Nhóc tì này sẽ giống bố hay là giống mẹ đây ta? Rồi thêm một thế lực nhí sắp xâm chiếm trái đất rồi. Chúc mừng idol lên chức bà ba nhé." Sau hai lần lùi lịch, ngày 16-17 tháng 4 năm 2021, Phan Mạnh Quỳnh Khánh Vy đã tổ chức thánh lễ hôn phối và đám cưới tại quê nhà chú rể, Nghệ An. Sau đó, cả hai tiếp tục tổ chức đám cưới tại nhà gái ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa vào ngày 22 tháng 4 năm 2021. Nói về cuộc sống hôn nhân của mình, cả Phan Mạnh Quỳnh và vợ đều có những bí kíp riêng để giữ gìn hạnh phúc. Khánh Vy đã có bài viết chia sẻ về cách yêu lâu mà không bị chán của vợ chồng cô, khiến khán giả phải bật cười. Vợ Phan Mạnh Quỳnh cho biết, xung quanh có rất nhiều cô gái xinh đẹp để ý đến nam ca sĩ. Đặc biệt là lúc cặp đôi còn đang hẹn hò, Phan Mạnh Quỳnh nhận được rất nhiều tin nhắn từ các cô gái xinh đẹp. Mỗi lần như vậy, Khánh Vy có hỏi han thì nam ca sĩ sẽ đưa điện thoại và bảo cô cứ thẳng tay chặn hết đi. Tuy nhiên, Khánh Vy không làm như vậy. Cô chia sẻ rằng nếu mình trực tiếp chặn những cô gái xinh đẹp kia thì không hay và có thể động đến sự riêng tư của Phan Mạnh Quỳnh. Dù miệng nói là vậy, nhưng thực chất Khánh Vy vẫn luôn âm thầm quan sát, thậm chí thức đêm để xem nam ca sĩ có chặn những cô gái có ý làm quen hay không. Thật ra đêm đó nếu check lại vẫn chưa block thì tối khỏi ngủ với tao. Khánh Vy chia sẻ trên trang cá nhân, biết được nỗi lo của vợ nên nam ca sĩ cũng rất chủ động giữ khoảng cách với những cô gái khác. Chưa dừng lại ở việc rất tâm lý, Phan Mạnh Quỳnh còn là ông chồng mặn như muối biển. Nhiều người còn cho rằng cuộc sống của Khánh Vy hẳn sẽ thú vị lắm đây. Hội phản cứng của cặp vợ chồng lầy lội này đã gặp nhiều fan dở khóc dở cười vì cả hai liên tục vạch mặt nhau. Thậm chí Khánh Vy còn từng cho biết không dám nằm cạnh vì Phan Mạnh Quỳnh có biểu hiện lạ. Lầy lội và dìm nhau vô số kể, nhưng đôi vợ chồng này cũng rất chăm phát cầu lương chất lượng trên mạng xã hội. Cứ mỗi lần đi du lịch là cặp đôi lại chiêu đãi cư dân mạng những chiếc hình tình bể bình. Khánh Vy từ sau khi lấy chồng, nhan sắc đã xinh đẹp lại càng mặn mà thêm nhiều phần. Người đẹp đã không ngại diện những bộ bikini cắt xẻ táo bạo, khoe đường cong siêu chuẩn. Về phần Phan Mạnh Quỳnh, anh chàng lại được nhận xét là được vợ chăm tốt nên bé mỡ mới lùm lùm xuất hiện. Dù lịch trình bận rộn, cả hai vẫn dành thời gian để đi du lịch cùng nhau, hâm nóng tình cảm gia đình. Sắp tới đây, cặp vợ chồng sẽ bước vào một hành trình mới, hành trình làm bố làm mẹ. Mong rằng sau khi thông báo tin vui, cặp đôi sẽ thường xuyên cập nhật về hành trình chào đón em bé đến với bạn bè, công chúng. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.